Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 cũng đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015. Thực hiện chủ đề năm học của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trường học tiên tiến hiện đại, thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống. Trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Qua 30 năm thành lập, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã ra sức thi đua dạy tốt, học tốt. Nhiều giáo viên của trường đạt giải viên phấn vàng và những danh hiệu cao quý khác của ngành giáo dục. Các thầy cô giáo đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy để đổi mới phương pháp dạy học trong thời kỳ mới. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi khá của trường đạt 85% trở lên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng hồ bơi và sân bóng đá trong khuôn viên của trường nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Dịp này, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ cũng đã khen thưởng học sinh đạt thủ khoa toàn thành phố, bộ môn sinh học và học sinh đạt huy chương vàng giải Taekwondo trẻ châu Á.